Ta có sơn liệu có rồi này. Bây giờ tiếp theo các em tạo bảng. Tạo lại một cái trống này. Trống. Tạo lên. Bên là SQL. Đây một. Để trong một cơ sở liệu đang tạo ra cơ sở liệu. Copy paste là bình thường. Ấn OK. Sao này có bài nào hấp dẫn không? Nhà hợp đồng này, lớp, tỉnh. Cái này không có cái phần trung bình này. Tuyệt quá. Các em thấy bài nào khó trong đấy hay môn học ở đây này? Nào cái bài này được nhiều vấn đề hơn này. Có điểm liên quan đến số thì được nhiều cái hơn. Bây giờ tạo các em, tất cả các em tạo lên cái bảng này nhé. Cơ sở liệu có 3 bảng này. Sinh viên được môn học điểm. Bây giờ tạo trước một bảng thôi. Để xong lâu thế nhỉ. Để thôi đuổi vậy. Sinh viên này có môn học và điểm. Bảng điểm là bảng trung gian. Đấy. Bây giờ để tạo các sở liệu trống, tất cả một cái điều trống hết. Nếu các em muốn tạo table này, kích thuật phải vào table, chọn vào new table. Đấy chính là cái phần mà các em dùng SQL là một khi kết nạp clip. Bây giờ này có các trường này, tên mã sinh viên này, tên sinh viên ngày sinh giờ tính chứng khoán này. Bây giờ tên trường mình gõ thẳng được không? Mã sinh viên này. Mã sinh viên là ra sao? Tên sinh viên này. Sinh viên là ra sao này. Ngày sinh giới tính chứng khoán này. Ngày sinh là giá đất hàng. Mỗi tháng. Giới tính này cho ba nha, cho n trạng đấy. N ba trạng. 10 đúng. Chứng khoán này. Mã sinh viên là khóa. Để đặt khóa trong mục này, các em chỉ cần chọn vào cái dòng các em muốn đặt nó khóa này. Sau đó kích chuột phải chọn set primary key là khóa này. Khi mà chọn khóa thì ngay lập tức này chỗ owner null, tức là có chấp nhận giá trị null, mà khi các em thêm hàng bản đi mới hay không thì nó sẽ tự động nó bỏ đi, tức là không chấp nhận null. Trường hợp mà một bảng có nhiều và trường làm khóa thì các em cần nhấn control này, nhấn control nó đồng hòa này, sau đó chọn vào set primary key, ngay lập tức là sẽ hai cái trường làm khóa tương tự, em sẽ kéo cho nhiều bảng làm khóa được ở nhiều trường đó, ba trường kích chuột phải thì bỏ đi thì cần kích chuột phải tìm một key. Đấy, thế thôi. Bây giờ chỉ có mã sinh viên là khóa, trở lên test mà khóa này. Bây giờ các em có em nào còn nhớ cái n ba cha với ba cha nó khác nhau cái gì không? À, vâng, đơn giản là này đi. À, ba cha với cha khác nhau cái gì? Đây nhá. Ba cha với n. Ví dụ ba cha 10 này với cha 10 thì hai cái này khác nhau ở điểm gì? Ba cha là hiện ra điền vào bao nhiêu dưới 10 nó hiện ra. Còn cha thì điền vào đến điền ít hơn 10 nó vẫn hiện ra đủ 10. Đúng đấy. Cái này tức là cái kiểu cha nó sẽ thích cứng cái độ rộng. Còn nó va thì có thêm từ khóa va là biến đổi. Nó sẽ bằng nào thì đúng độ dài đấy, nó không bị thừa thêm khoảng trống. Nên cái lúc mà tạo các phần này các em chú ý cái kiểu dẫn liệu cho nó. Khi tạo bảng xong, các em muốn lưu thì cần cấn Ctrl S này, nó hiện lên cho em điểm trên bảng, của sinh viên các em biết thẳng sinh viên bảng được. Còn đôi khi có một số người ký hiệu TBN sinh viên có thể biết thẳng nào, có biết thẳng sinh viên tùy các em thôi. Rồi xem TBN cho tiền số. Tương tự các em tạo các bảng môn học này, mã môn, tên môn, tên lưu trình, đâu không đọc. Đây khi thuật phản đi table này. Mã môn này, mã môn cho ba cha này, tên môn này, cho ba cha, đơn vị học sinh, cái này là chuyển số nó cho in này, cái này mã môn là khóa kỹ thuật phải, cách học sinh, đặt tên bản, đặt tên n, môn học. Tương tự còn bảng điểm, sẵn lúc để tạo các tên khác gồm có gì nhỉ, mã môn, mã sinh viên điểm thi, có 2 cái đâu.
thi là kiểu gì nhỉ? Kiểu phần loan hay kiểu gì? Bây giờ em có kiểu và em phần loan thế như cả dấu phẩy thôi. Để cho phần loan nhé. Cái này hai chữ nằm khóa đúng không? Cho nên các em click control này, nhấn vào check cần thi cho nó. Bây giờ ta tên bảng, ta tên ở địa điểm thi. Đấy, thế thôi. Thế là mình tạo xong các bảng rồi. Nhưng còn vấn đề nữa đó là liên kết mấy bảng này với nhau. Tức là dùng cái khóa chính ở khóa ngoài này, dùng khóa ngoài này, để tạo cái liên kết em dùng cái diagram. Đây, trong một database diagram này. Đầu tiên chưa có cái nào thì các em click chuột phải. Sau đó này, chọn vào new database diagram. Ấn nhiên này. Trong này hiển thị các bảng mà cơ sở này không mình có. Và cái diagram một cơ sở này các em sẽ tạo nhiều diagram. Để mà khi trường hợp của mình cơ sở liệu nó lớn tổng khoảng mấy chục hoặc mấy trăm có đến khi 1000 bảng thì các em phải tạo ra mấy chục cái đi vào đen để nó dễ và thử mình chỉ khoanh vùng thôi, giống kiểu mà người ta thiết kế ngôi nhà vẽ được các phần khác nhau cho dễ xem ấy. Trường này của mình ít bảng, các em cho tất cả một cái đi vào đen tấn an vào. Đấy, khi hiện trong bảng này hoàn toàn các em vẫn xem được kiểu dữ liệu của từng cái một. Đây, để xem được rõ ràng hoặc có thể thêm trực tiếp đây, các em click chuột phải chọn table view, tiếp đến là chọn vào các tường thì nó sẽ hiển thị cho mình cả đây kiểu dữ liệu của từng trường này, sau đó là cái phần có chấp nhận hay không ở bên này. Và bước quan trọng là để tạo liên kết cho các bảng các em chỉ cần kéo thả thôi. Đây, ở đây là bảng điểm thi, là bảng trung gian, các em muốn liên kết hai đây là khóa thì cần kéo mã sinh viên này rồi mã sinh viên đây. Có em nào thắc mắc là kéo vào mã môn được không? Để kéo mã môn nhé. Vẫn được. Cái khóa liên kết được thì không nhất thiết phải tên của hai cái giống nhau, mà quan trọng nhất là giống nhau về kiểu dữ liệu thôi. Cho nên đừng ai thắc mắc, hoặc cứ phải kéo đúng cái này là tên là mã sinh viên. Ở đây phải đúng mã sinh viên, chứ ở đây dụng mã sinh viên A hay là gì đấy không được. Thế là không phải, bởi vì nó chỉ liên kết theo cái kiểu dữ liệu thôi. Xem ở đây này. Các tường này. Ở đây ba cha này. Thì thằng này ra ở đây ba trang hai thằng chỉ cần cái mã sinh viên hoàn toàn liên kết với mã môn được, nhưng vì những ngữ nghĩa của nó không đúng thì các em sẽ không liên kết được cái đấy, đúng không? Cải lại cái gì nào? New hàng ra. Có hai mặt đây. Đợi đi. Đấy, nó có bình thường này. À, cái chỗ F á? Vâng, chỗ F thì nhưng mà không F vào, giúp cả trong giá tài khoản. Phải F vào chứ. Nhưng mà không F thì có cái nào mà tạo được mà không phải đỡ thì cả lại. Em cảm nhận à? Để lúc đấy nó bảo F thì F vào mới qua được bước đấy chứ. Đợi em nó nốt phần này nè. Đấy, các em nhìn này, khi mình liên kết hai bảng nó có cái phần chọn trường này. Đấy, nó cho mình chọn hai cái xạ ngang với nhau. Ấn OK này. Đấy. Và một bước không kém phần quan trọng, đó chính là cái phần là chọn cái sự ràng buộc, tức là cái kiểu ràng buộc giữa hai bảng với nhau. Khi mà ràng buộc vào chính khóa ngoài là sẽ vấn đề liên quan là cái khóa, giả sử như là bảng cha và bảng con và có dữ liệu thông nhau. Khi mà bảng con, bảng cha xóa đi mà con không xóa thì bị lỗi, đúng không? Đấy là trường hợp bình thường mà các em thường là phải chèn vào bảng cha trước, insert bảng cha trước, sau đó insert bảng con. Còn khi xóa phải xóa từ con về cha theo kiểu ngại. Để làm trường hợp đấy, các em đỡ phải làm quan hệ trong cái lúc liên kết ấy. Nó có một lựa chọn cho mình là chỉ cần xóa hoặc sửa để lại cái bên được update mà mình không phải biết công nghệ cập nhật cho nó nữa, đó chính là cái chọn sự ràng buộc đây. Các em nhìn vào chỗ insert and update section đây, đây này, đây nha, nó có phần đây này, delete runner này, update runner, tức là cái quy luật của mình xem là mình xóa sửa như nào. Nếu nó mặc định là no action, tức là không làm gì cả. Bây giờ các em chọn vào cái cam kết này, cả hai cái cam kết, thì khi mà bên này giả sử cha mà bị sửa thì thằng con tự động cầm nhật theo. Ví dụ mã sinh viên ở phiên là lớp là lớp K8A chẳng hạn. Về sau cái mã lớp của nó phải lớp K8A nữa mà sửa thành lớp K8A1 chẳng hạn. Thì khi các bảng con tự động nó cầm nhật thành lớp K8A1 chứ mình không phải biết công nghệ update nữa. Thế các em nhớ chỗ cái chỗ insert update section này, chọn nó là cắt kết, ấn OK này. Tương tự cho môn học, các em kéo thả này, kéo chuột môn học. Đấy, chỗ insert update runner, cắt kết cho nó. Bây giờ để hiển thị con lên, click chuột phải table view này,
để chỉ mũi tên cò thôi cho nó dễ nhìn. Đây. Khi mà các bảng biến đổi, các em nhìn thấy mỗi bảng đều có cái hình với biểu tượng dấu sao bên trên này. Cái dấu sao thì nó bị thay đổi. Giờ nhấn Ctrl S để lưu cái này vào. Lưu vào thì là tức là các bảng nó sẽ thông báo mình lúc này nó mất hết dấu sao đi. Đấy. Và có bảng bù thì các em chắc biết quy tắc nhập dữ liệu từ bảng nào đến bảng nào chứ. Đây trường hợp này thì theo các em mình nhập bảng nào trước? Sinh viên môn học nhập trước, cái nào hai cái này cái nào trước cũng được đúng không? Nhưng mà môn cái điểm thi thì phải nhập là lấy dữ liệu từ hai bên ngược sang thì mình có liên kết thành một rồi. Còn khi mà xóa thì bắt buộc phải xóa từ phần này trước đúng không? Bao nhiêu phút đây nhỉ? Một phút rồi. Bây giờ anh nhập một hai phòng bất kỳ nhé. Sinh viên này. Để nhập dữ liệu cho nó thì các em sẽ chọn vào cái edit top 200 ở 25 thì chỉ cần cái open table nó ra, còn 28 hay 2012 thì cả những cái không phải giống nhau. Chỉ cần vào cái chỗ edit top 200 này. Đấy. À, quên mất. Còn trong FPA có cái lựa chọn đó là trường tự tăng, tức là cái dạng kiểu về số thì em hoàn toàn cho tự tăng không phải nhập được. Giả sử như cái điểm thi hoặc cái môn học cho cái điểm thi trong một trường nhé. Đây có một điểm thi trong trường các em nhìn dễ hơn. Từ đây cho một cái là số thứ tự như này. Đây là ví dụ thôi, khi là thủ nguyên mà các em không muốn nhập số tự này, tự động mỗi lần một bảng ghi thêm vào tự động nhập theo thì các em vào kích vào cái trường này muốn đấy, sau đó kéo phần dưới lên. Đây nhìn ở bên dưới có cái phần identity section. Đấy, cái này nó gọi là cái phần tự tăng ấy. Khi các em chọn vào yes thì bên dưới sẽ mặc định là 11. Đây là cái chỗ này 1 là bị bắt đầu này. Còn cái chỗ là identity là độ dịch chuyển. Tức là 1 bắt đầu từ 1 chẳng hạn, nhưng mỗi lần tăng lên mấy đơn vị, khoảng 1 đến 2 3 hay là 1 3 5 7 hay 1 4 vân vân. Tức là trong cái lần tăng 1 2 cái bước nhảy của nó ấy. Thì thông thường các em để là 11 mà nó mặc định cho mình rất là đẹp rồi. Các em thì còn ok không? Ấn lưu vào, Ctrl S. Đấy, số thứ tự này. Và khi cái điểm để cái đấy để trường tự tăng thì mình phải nhập cái tự động tràn cho mình rồi. Tự động nhập tự sinh viên này, đây có 1 này. Phần banana này, để tính nam, ngày sinh 1 tháng 1. Một chín chín mươi này, một quán thái nguyên. Các em phải copy paste bình thường, nhưng mà vì có khóa thì sửa khóa trước có bán lỗi. Nó áp dụng đấy. Đến đoạn hai CD 1.2 này. Tiếp theo đến cái bảng môn học mình nhập bên này trước đúng không? Mở môn học ra. Khi được phải edit top 200. Ví dụ môn 1 là M1 này là môn toán này. Một khóa này. Đây học trình là 5 này. M2 này. Học trình này. Đây là 4 này. M2 này. Bây giờ đến điểm thi. Điểm thi này cũng tương tự. Có sinh viên 01 này, hàng 81 này, 11 này, sinh viên 01 này, điểm thi là 8 này. Đấy cái chỗ mà cái trường số thứ tự này, anh để nó là tự tăng. Vì tự tăng nên chỗ này mình sẽ không thể nhập được. Mà mình không phải cần phải nhập nữa, thì nó mặc định rồi. Các em chỉ cần xuống dòng tự động nó sẽ nhập số thứ tự cho mình. Đây là tự động 1 này, đặt thử thêm một cái nhé. Thứ 2 đúng không? Xuống dòng dưới tự động là thứ 2 luôn. Cái này gọi là cái khóa tự tăng. Nếu được mỗi số thôi. Chỉ một số trường hợp các em đánh dấu bảng hay gì đó mà khóa mình người tạo, không để người khác xem có cái khóa thì nên tạo đoạn này. Thế đôi khi để nó hơi xấu các em sẽ tạo một cái gọi là cái tự tăng mình cốt một chút bằng SQL. Thế giờ làm phần mềm anh hướng dẫn, còn giờ hướng dẫn hơi dài. Nào. Rồi giờ copy. Copy cả hàng được. Nhưng phải sửa. M2 sinh viên 02 này. M1 này,
cái quy tắc nhập nhớ chắc các em thành rồi nhỉ? Có nào còn quên nữa? Đấy cái khóa chân lý tăng 1, 2, 3, 4 cũng phải nhập cái nào thế nào. Đấy vậy là mình tạo xong cơ sở liệu mỗi bảng có 1, 2 bảng ghi rồi. Tiếp theo chính là cái vấn đề mà mình sử dụng các công nghệ truy vấn. Tạo gì bằng thông tin, đây là vấn đề. Còn đấy cái này đâu, bây giờ dựa cái cơ sở này họ ôn lại các câu truy vấn này. Đơn giản nhất là câu CNX. Câu CNX ngày xưa các em sẽ phải viết này. Để tạo cái CNX truy vấn cho đấy các em kích sản phẩm cơ sở liệu. Sau đó chọn vào new query, nó ra một cái trống như này. Các em phải viết, thường ngày xưa phải viết từng cái một CNX này. Các em sẽ tạo và đoàn từ sinh viên đúng không? Đấy dạng như này. Nhưng mà bây giờ các em tránh dùng cái trên Excel. Bởi vì trên Excel nó sẽ mang thêm nhiều cái điểm nặng về tốc độ. Tức là mình sẽ bị chậm đi. Do là khi về sau trường có mạng một số cái nó dữ liệu ấy. Trên Excel tất cả các trường của mình đều chọn hết đúng không? Và thứ hai là nhiều khi cái thứ tự của nó không được hiển thị đúng khi mà các em không chỉnh cái phần dữ liệu. Và điều khổ nhất đó chính là cái mà các em nhìn không biết là mình chọn cái trường gì ra. Thì nó rất là tù mù. Để tránh như thế trong này hỗ trợ sẵn cho mình cái tạo ra câu CNX mà có sẵn các trường rồi. Giả sử từ mặt sinh viên các em muốn tạo câu CNX có các trường, kích chuột phải, sau đó chọn vào Credit Table E, thì khi ấy nó sẽ có các phần cho mình nhé. Đầu tiên là Credit Table, Credit To chính là xin được cái cấu trúc Credit Table cho các em nhìn. Đấy, chọn luôn này. Thì trong này các em nhìn thấy cái Credit Table rất là quen thuộc như hồi học ở SPL trên lớp. Đây. Đấy. Còn giờ muốn tạo câu CNX update insert thì có sẵn cấu trúc em nhìn giữa này. CNX này, insert này, update này, init này có đủ này. Mình chỉ cần kích chuột thôi, để biết thế nào này. Đấy, kích chuột xong thì nó ra luôn cho mình. Đấy. CNX tất cả các trường thôi, giờ ấn F5 chạy luôn là được. Như cái ngọc vuông nó hơi khoai khoai các em, nhấn Ctrl H để bỏ đi. Ctrl H này. Ngọc vuông ở trên thay thế cùng với cái dõi bên dưới thì tức xóa hết cái ngọc bên trái này. Chọn đi bên O này. Còn bên phải nhấn cái bên phải vào. Một điều chú ý nữa đó là khi clip thì nó thường sinh ra cái cấu trúc dạng này, cái program là từ đầu tiên là tên cơ sở liệu này, sau đó là DBO này, và tiếp đến là bên tên bảng của mình. Viết cấu trúc dạng này thì cơ bản là nhìn rất là có cấu trúc đầy đủ, nhưng mà khi mà về sau dùng web hay app in-home thì các em sẽ gặp trường hợp là tên cơ sở liệu của mình bị đổi, nó không phải là cái FL M1 nữa, mà nên hoa thường thường là sẽ bảng định thêm vào cái tiền tố là trên cái server mà mình up thì đấy, giả sử các em up lên hot Nhân Hòa hay một số cái gì đấy, nó thêm là chữ NH, còn là lên cái hot nước ngoài là thêm một cái là cái tên hot của nó ABC đấy, thì như này, ăn hot A thì ghi là A này, cơ sở mình là A này, sau ship trừ tên cơ sở này mình sau, thì tức là cái tên của mình bây giờ không phải là FBL1 nữa, mà nó là A ship trừ M1, khi ở trong cấu trúc mình các vẫn viết là CNX này, FBL1.do.sinh viên. Nhưng trước các em sẽ nhận được thông báo là cái bảng này không tồn tại trong cơ sở liệu. Đấy là anh bị 1-2 lần rồi. Nên các em chú ý khi chơi nét chỉ cần lấy từ tên bảng, bỏ cái tiền tố bên đầu đi. Đấy, chỉ cần thế này thôi là đẹp nhé. Khi nó đổi cơ sở liệu hay không thì không quan tâm nữa, mà đều chạy đúng hết. Giờ nhìn cái câu này thôi nhẹ nhàng đấy, chưa vấn đề nhỉ. Tương tự các câu update, insert các em đều xin được. Đấy, thì nó insert này, new window này, đây có từ chuồn nó cho mình sẽ điền thôi, update cũng thế. Đây update có sẵn cần điền giá trị cho nó thôi. Đấy, delete cũng vậy. Đấy, hoàn toàn mình dùng bằng kích chuột hết, không phải viết bằng tay nữa. Và cho cái này có thêm một vài tiện ích nữa, giả sử như cái filter. Cái chức năng ở đây là khi mà cơ sở liệu của mình có nhiều bảng mà các em không phải kéo dài ra mở một cái bất kỳ này nhá. Ở đây có một vài bảng này, đây có một số bảng như này mà mình chỉ muốn xem một bảng ở trong đây thôi, mình thôi nó kéo dài mất thời gian mà khó gì. Các em mà nhớ tên bảng của nó thì cần là filter khi chuột phải vào cái table này, chọn filter. Filter chính là nọc. Các em ngày xưa học Excel chắc là nghe filter quen quen nhỉ.
filter lọc dữ liệu này. Đây từ filter thì là lọc này. Đấy, chọn vào filter setting, chỉ cần chỗ nên các em lựa này, đấy từ danh mục này, anh lọc thẳng bảng danh mục này, ấn OK này. Thì ngay lập tức là trong cái bảng thì xuất hiện thằng nào danh mục không. Bây giờ chọn thằng hệ thống nhé, filter này, hệ thống ấn ký hiệu là HT này, HT trước này, ấn OK. Thì những bảng nào có từ HT hiện thế, chính là cái dạng select mà theo điều kiện này. Rồi phần thao tác kia tạm vậy nhé. Bây giờ nếu mà em dùng các công lệnh, đầu tiên là ôn lại các công lệnh đơn giản là chưa học, sau đó là một số công lệnh mở rộng có thể các em chưa học. Cái này tạm dừng và giảm qua.